Nghệ An Mon Thị Ba 53 tuổi, Xeo Thị Tiến 38 tuổi bị phạt 18 tháng tù vì tổ chức đưa thai phụ ở miền núi vượt biên qua Trung Quốc bán con đẻ. Cùng tội tổ chức đưa người vượt biên, ngày 21 tháng 2 Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Mon Thị Lý 37 tuổi 12 tháng tù giam. Cả ba bị cáo trú huyện Kỳ Sơn. Các bị cáo tại phiên tòa. Theo cáo trạng, tháng 3 năm 2018, con gái của Mon Thị Ba là Mon Thị Oanh, 33 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, sau thời gian sinh sống ở Trung Quốc đã trở về quê bàn với mẹ tìm người mang thai đưa qua Trung Quốc, bán bào thai khi lọt lòng sẽ trả 60 triệu đồng. Ba sau đó thuyết phục thành công một phụ nữ mang thai ở huyện Kỳ Sơn vượt biên thành công. Hai tháng sau, người phụ nữ này sinh một cháu bé, thì Oanh bán cho một gia đình tại Trung Quốc với giá 50 triệu đồng. Không giữ lời hứa ban đầu, Oanh đưa nạn nhân trở về Việt Nam và chỉ trả 4 triệu đồng. Tháng 8 năm 2018, Xeo Thị Tiến, Mon Thị Lý liên lạc với Oanh đưa hai phụ nữ đang mang thai ở miền núi Nghệ An qua Trung Quốc với thủ đoạn tương tự. Tại Trung Quốc, một thai phụ bị tai nạn giao thông tử vong, người còn lại bị thương. Đầu năm 2019, nhóm của Tiến, Lý và Oanh bị bắt. Tuy nhiên, trong quá trình được, Oanh bỏ trốn. Năm 2018, Nghệ An ghi nhận 25-27 trường hợp phụ nữ ở huyện Kỳ Sơn vượt biên qua Trung Quốc khi mang bầu những tháng cuối. Họ đã bán con mới lọt lòng để nhận 40-50 triệu đồng với bé trai và 70-80 triệu đồng với bé gái. Tháng 12 năm 2018, chỉ đạo đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra các vấn đề liên quan mua bán bào thai. Let's look at why.